Mình vừa mới học được một trò rất là hay nhé. Mọi người thấy mình đang có chiếc đồng xu ở đây đúng không? Mình sẽ di chuyển chiếc đồng xu hiện ra tay của mình. 1, 2, 3. Xịn chưa? Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong vlog hôm nay, như mọi người đã đọc tiêu đề, mình sẽ làm về phần 2, những local brand mà mình biết được, cũng như là mình tìm hiểu được thông qua hai người bạn này. Chúng ta đã nói qua về local brand mạnh về áo, về phụ kiện. Thì hôm nay chúng mình sẽ làm nốt về những local brand độc lạ. Thì độc lạ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái sản phẩm, những cái thiết kế mà mình thấy không phải ai cũng có thể mặc được, mà chỉ có một số người có một cái thần thái, có một cái cách phối đồ đặc biệt thì họ mới có thể phối được. Tiếp theo đó chính là những local brand về set. Thì những local brand này thì làm mạnh về cả quần, cả áo và nhiều khi cả phụ kiện như là nón, tất, và mọi người có thể phối được chung với nhau. Nói đúng hơn là mọi người có thể bận nguyên một cây của một local brand. Và cuối cùng đó chính là những local brand vintage, hay nói đúng hơn đó chính là những local brand làm mạnh về những cái thiết kế casual dành cho những bạn nào thích những cái form old, lịch lãm, form blazer, vest, suit chẳng hạn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những local brand và đọc lại trước nhé. Đầu tiên chúng ta có Modine. Thì chắc chắn mọi người đã biết rồi, Modine là một local brand mình thấy mình gần như không thể nào mua được bất kỳ sản phẩm ở đây cả. Và Project 1990. Thì mình biết được hai local brand này thông qua anh Andy đây. Thì mọi người có thể follow hoặc là theo dõi anh Andy đây. Thì Project 1990 mình thấy có rất là nhiều sản phẩm đa dạng. Và trong đó có một cái áo vest tactical mình thấy rất là đẹp. Có lẽ là mình sẽ cop trong khi mà mình quay về Việt Nam trong đợt sắp tới này. Và mình thấy rằng là có cả thương hiệu Sensational. Mình không biết thương hiệu Project 1990 có liên quan gì đến cả Sensational hay không. Nếu mà mọi người biết thì mọi người hãy comment xuống bên dưới nhé. Tiếp theo đó chính là The Lazy Thing HBS AAH. Thì mình thấy dạo này AAH bán rất là nhiều và mình biết được thông qua một vài trang Instagram hoặc là trang Facebook bán đồ resell local brand ALBVNS. Wow, Made by Illustration. Mình thấy brand này ghi một cái dòng subtitle ở dưới, đó chính là họ không làm vì trendy, họ làm vì cảm hứng. Và mình thấy những thiết kế rất là thú vị. Ví dụ như một chiếc áo chúng ta có một cái túi phía ngực, họ thiết kế kiểu chắp vá lên. Mình thấy thiết kế đó cũng khá là lạ, khá là đẹp. Vintage. Rồi Workshop Vagabond Alysus Our Sympathy. Mình thấy brand này thì có lẽ không có quá là đặc biệt lắm, nhưng mà có một vài item mình thấy cũng rất là đặc biệt. Cộng 84 HUDB Souvenir Sometimes Always Garment Selmont Datmate. Và những local brand mình kể tên vừa rồi đó chính là những local brand độc lạ, không phải ai cũng có thể mặc được. Và mình thấy thường những bạn gầy mặc sẽ đẹp hơn là những bạn to như mình. Nếu mà để những bạn to như mình mặc vừa ấy, thì chúng ta sẽ cùng đến với những local brand tiếp theo nhé. Đó chính là những local brand theo set. Đầu tiên chúng ta có Original Gangster. Đối với những ai mà đã follow mình từ những ngày đầu hoặc là mới đây thôi thì mọi người cũng đã biết và cực kỳ yêu thích local brand Original Gangster. Và vừa rồi họ vừa mới drop những cái collection mới rất là đẹp. Mình muốn cop một cái áo shirt và một cái quần short, nhưng mà tiếc rằng là mình không có ở Việt Nam. Tiếp theo là RBC. Như mọi người có thể thấy, mình có một cái hộp đựng vớ và một chiếc nón của RBC ở đây rồi. Thì mọi người có thể là bàn nữa này nhé. Thật sự là quần của RBC mình thấy khá là cuốn hút. Và flannel và một vài sản phẩm khác, đặc biệt là nón. The Nor mình thích những item áo khoác, hoodie và đặc biệt là một chiếc áo blazer của họ rất là đẹp. Shadow thì mình thích những chiếc áo shirt của họ và mình đang cố gắng thay đổi theo thiên hướng mặc shirt, nhưng mà cái thiết kế của thì lại giống của Shadow, không có quá nghiêm nghị, không có quá trang trọng nhưng mà lại rất là bụi và phá cách. Tiếp theo chúng ta có Name Moleclo. Thì Moleclo là một brand mình thấy là mạnh về đồ jeans. Khi mà có những người mà hỏi nên mua đồ jeans ở đâu thì mọi người recommend rất nhiều là Moleclo và cả flannel cũng thế. Grunge Studio, mình đã từng qua Grunge rồi, nhưng mà tiếc rằng là có một vài sản phẩm mình không có ưng lắm. Nhưng có một cái sản phẩm mình rất là thích, đó chính là chiếc áo hoodie màu đỏ của Grunge với thiết kế đặc biệt, đó chính là họ đính đá dòng chữ Grunge này. Thì nếu mà mọi người muốn xem review kỹ về chiếc áo này thì mọi người có thể nhìn lên đây nhé. Tiếp theo thì chúng ta có Emergency Davies Cody. Cody mình thấy có một chiếc quần rất là đẹp, đó chiếc quần này. Time Machine.
Time Machine ngày xưa mình có một chiếc áo khoác cực kỳ đẹp luôn. Mình đã từng review cho mọi người rồi, nhưng mà mình đã bán nó đi rồi bởi vì mình thấy mặc khá là rộng. Cash. Và cuối cùng là 21's Urban. Và cuối cùng chúng ta cũng đến với những local brand vintage. Thì như mình đã nói hồi nãy, những local brand này dành cho những bạn cái phong lịch lãm, chuẩn chu, phong cách châu Âu và thích đi những chiếc xe tay côn, ví dụ như là Honda 67, Bridgestone chẳng hạn. Thì những local brand này thì mình có Resistance, Cop the Brand và cuối cùng là Routine. Thì Routine thì mình đã review cho mọi người ở một vài vlog trước rồi, đặc biệt là vlog mình chia sẻ với mọi người tủ đồ local brand của mình. Nếu mà mọi người biết thì mọi người có thể lại bấm vào đường trên này nhá. Thì mình cũng muốn đưa local brand Moleclo và cả vintage, tại vì nhiều có rất là nhiều item của họ mặc kiểu form casual rất là đẹp. Và mình cũng đang suy nghĩ rằng là mình có nên đưa Lenin, PUSW và cả Fricker vào chung là một local brand thiên về mảnh skate, bởi vì mình thấy họ bán những cái item về skate rất là nhiều và mình thấy ở Việt Nam nhiều người rất là thích chuyển bán. Nếu mọi người thích thì mọi người có thể tham khảo nhé. Và đó là tất cả, tất cả những local brand mà mình biết và cũng như là mình thông qua hai người bạn của mình. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở trong vlog ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy vlog này hay thì hãy like, share và đặc biệt hãy nút subscribe để ủng hộ cho mình. Và nếu mà mọi người có nhận xét hay muốn mình làm về chủ đề gì thì hãy comment xuống phía bên dưới. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người xem đến cuối cái vlog này và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Mình là Lê Huy và peace out.